Hello mọi người nha. Tình hình dịch bệnh bây giờ lại có thêm lệnh là ở nhà cách ly 15 ngày nữa thì tới 30 tháng 4. Tình hình này căng quá, ở nhà cũng buồn lắm. Thì ở nhà thì mình lướt 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 thì mình thấy có một chuyện cũng hơi tò mò xíu. Diễn viên Lâm Vị Dạ ly hôn mà khóc ròng rã nha các bạn. Đây, nhưng bây giờ mọi người hãy xem nè, những gì mình có xem qua bây giờ cho mọi người cùng xem luôn. Chưa bao giờ thiếu vắng tiếng cười. Hứa Minh Đạt là một diễn viên có lối diễn xuất duyên dáng trên sân khấu cùng những nhân vật cá tính trên các bộ phim. Bà xã Lâm Vị Dạ lại là một khuôn mặt quen thuộc trên các chương trình truyền hình. Có lẽ không ít khán giả khá bất ngờ khi biết cô diễn viên trẻ trung hài hước trên sân khấu ấy nay đã là mẹ của hai cậu con trai. Làm mẹ ở độ tuổi khá trẻ, những áp lực gì đã đến với Lâm Vị Dạ? Trong Là Vợ Phải Thế hôm nay, chúng ta hãy lắng nghe. Suy nghĩ của anh không phải là của em. Bởi vì đối với em, anh là tất cả. Được, đừng bao giờ bắt em ly hôn. Em không thể nào sống thiếu anh. Lâm ơi, đầu tiên là em nghĩ là khi mà mình sinh con là thường người ta về nhà mẹ ở và có mẹ chăm. Em có điều đó. Không những Lâm Vị Dạ khóc lóc rất thê thảm vì chồng quyết định ly hôn, nhưng mà kể cả Trường Giang nữa, Trường Giang cũng khóc lóc một cách thê thảm. Nào các bạn, con xin ba đừng có la chồng con và ba, con sẽ đi. Con không thể có con. Anh nghĩ là anh gạt được em sao? Hạnh phúc của em không phải là khi có con, mà hạnh phúc của em là khi em có anh.